nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân làm điều khiến Minh Nhí xấu hổ trước mặt toàn nhân vật nổi tiếng. Hồng Vân gọi hết mọi người dậy, đi theo sau tôi rồi tuột quần tôi xuống từ đằng sau, khiến tôi bị lộ hết trước cả đoàn, nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ. Vừa qua tập 5 chương trình Kiếp Vui Vẻ lên sóng với nhiều tiết mục hấp dẫn thú vị. Trong chương trình tuần này là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như Khánh Linh, Vân Dung, Minh Nhí. Ai gọi tôi là Minh Nhí tôi ghét lắm. Được mời đến chương trình, nghệ sĩ Minh Nhí xúc động chia sẻ về quá khứ và nguồn gốc ra đời nghệ danh của mình. Anh nói, tôi đang rất vui, nhưng trong cái vui lại là cái xúc động. Tôi biết đây là chương trình, nhắc lại ký ức, lúc tôi mới bước chân vào nghệ thuật tới giờ, bây giờ thì tôi đã già rồi. Ngày xưa mọi người gọi tôi là Minh Nhí thì tôi rất vui, chứ bây giờ ai gọi tôi như thế, tôi sẽ nói tôi già rồi, không còn là Minh Nhí nữa. Tôi giờ là Minh già rồi, được cái mọi người bảo tôi là dù 20 năm nữa, họ vẫn gọi tôi là Minh Nhí. Cuộc đời làm nghề của tôi có nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có, nhưng tôi chỉ muốn nhớ về những thứ vui thôi. Hồi xưa khi tôi vào trường sân khấu điện ảnh, tôi đẹp trai, to con, cao nhất trường, nên ai dòm tôi cũng muốn ói nhất trường. Ngày đó tôi mới từ quê lên, còn đen xì, tóc xùa ra, mặt rất xấu, lại đi học trường sân khấu, nơi toàn người đẹp như Quang Minh, Hữu Châu, Hữu Nghĩa, Hồng Vân, Thành Lộc, Hồng Đào, nên ai cũng thấy lạ. Tôi xấu lắm, 18 tuổi mà còn mặc bộ đồ, bốn túi của ông già, nhìn tôi vừa già vừa quê, mọi người thấy tôi bé nên cứ gọi là Nhí, tôi bực lắm, ai gọi tôi là Minh Nhí tôi ghét lắm, không thích chữ đó chút nào. Ra trường tôi lấy tên thật của mình là Trương Hùng Minh để đi diễn, nhưng mọi người can vì cái tên dài quá lại trùng với nghệ sĩ cải lương Hùng Minh, sợ chẳng ai để tôi vào băng rôn. Quả thật, không ai nhớ tôi hết. Lúc đó các bạn trong trường như Việt Anh, Cảnh Đôn, Hồng Vân mới bảo tôi lấy tên Minh Nhí làm nghệ danh để nổi tiếng. Tôi nghe mọi người nói nhiều quá nên lấy tên này, sau đó tôi được mọi người nhớ tới liền. Cái bóng của anh Thành Lộc lúc đó lớn quá khiến tôi bị áp lực. Anh cũng kể lại kỷ niệm khó quên của mình khi đóng phim Thạch Xanh, sợ tới phát khóc vì phải chạy trong rừng đến rách cả chân. Tôi nổi tiếng qua nhiều vai diễn sân khấu phim ảnh, nhưng kỷ niệm nhớ nhất là khi đóng phim Thạch Xanh. Nhắc lại bộ phim này mà tôi còn thấy sợ, trong đó tôi đóng vai Lý Thông. Trước đó anh Thành Lộc đã đóng vai Lý Thông trong một bộ phim, phải đứng trên đỉnh cao nghiệp diễn. Đứng đầu bên kịch nói rồi, vì thế nên tôi phải thức trắng nhiều đêm để suy nghĩ về vai diễn này. Cái bóng của anh Thành Lộc lúc đó lớn quá khiến tôi bị áp lực, phải suy nghĩ nhiều để không bị lép vế. Tôi đã cố gắng hết sức. Rất may sau khi diễn xong vai Lý Thông tôi được mọi người yêu quý. Trong quá trình đi quay phim Thạch Xanh tôi phải đi xa vào rừng sâu, xung quanh không có gì hết, chỉ đạo diễn, đoàn làm phim và bạn đóng vai Thạch Xanh. Chúng tôi phải quay trong rừng cả tuần, chạy cả ban ngày lẫn ban đêm. Tôi là người rất sợ ma, nên vào rừng thấy mấy cái mã tôi sợ quá chỉ biết ngồi khóc, nhìn bàn chân mình thì thấy rách hết, chảy cả máu. Minh Nhí không quên nhắc đến người bạn diễn thân thiết của mình là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với cô. Tôi với Hồng Vân ở ngoài chơi với nhau thân lắm. Có một lần đi diễn ở Úc với Hồng Vân có cả anh Thành Lộc, Hữu Nghĩa, Bảo Chung, Lê Hữu Cầu. Chúng tôi phải ở chung một căn nhà, sáng dậy mọi người còn đang ngủ, tôi gom quần áo đi giặt, trên người chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏng. Hồng Vân biết thế nên gọi hết mọi người dậy, đi theo sau tôi rồi tụt quần tôi xuống từ đằng sau, khiến tôi bị lộ hết trước cả đoàn. Tôi thấy vậy mới bảo, có chơi có chịu sẽ có ngày tôi tuột lại của bà. Từ đó tới ngày về Việt Nam, Hồng Vân không dám đứng cạnh tôi. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói thêm, Minh Nhí là người rất sợ khóc trước mọi người, nhưng một khi đã khóc là khóc rất nhiều. Chơi với Minh Nhí bao nhiêu lâu mà bây giờ tôi mới nghe được kể những câu chuyện này. Tôi và Minh Nhí diễn với nhau nhiều lắm, tôi, Minh Nhí, Hồng Đào, Anh Vũ, chơi với nhau thân ơi là thân.